Rồi, đến anh chịch dẹo đúng không? Gặp anh chịch dẹo. Không, xương con nít. Xương con nít bao nhiêu bình giáp đây? Ồ, 600k bình giáp. PK chắc cũng gắt lắm á. Để coi coi tin tức của anh ấy. Ơi đừng có vậy chứ mấy anh trai. Vô lẹ nhanh lên nhanh lên. Làm ơn. Trời mày không ổn định luôn. Ôi what the hell. Mong mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S249 để cùng anh nạp ít thôi đi tham gia một cái ta nói là rất là căng não, đó là thi đấu môn phái. Thật sự là thi đấu môn phái Thúy Yên nó rất là khó luôn anh em ơi. Môn phái Thúy Yên khó kinh khủng. Tại vì chúng ta sẽ rất là dễ dàng bị chết. Tại vì đam của Thúy Yên nó đam to lắm. Đánh dễ chết lắm anh em. Thật sự luôn, đánh rất là dễ chết luôn. Nên là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn nếu như chúng ta không đánh tốt. Không, bây giờ mấy anh kia thì mấy anh đã đánh như vậy rồi thôi. Mình đứng đây mình kiếm chuối thôi. Đứng đây kiếm chuối. Đây, kiếm chuối, kiếm chuối, kiếm chuối, kiếm bơ chuối, kiếm chuối bơ các kiểu. Dứt liền anh em. Đây, đây dứt liền. Ô, mấy anh kia anh khỏe quá nha. Đây. Nữ. Nữ, nữ, táo đỏ. Ô. Lạng lách rất là ghê nha. Rất là dữ dội. Rất là khủng khiếp. Đấy. Cái anh ấy chạy rất là khủng. Trời ơi, nhanh xíu là ngon rồi. Xíu là ngon rồi anh em ạ. Yeah, giết được ảnh rồi. Giật, 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 giật. Này, Thúy Yên thật sự là cái trình BK luôn á mọi người. Mình đánh mà không khéo là mình dễ chết lắm. Bên kia là mình thấy là có cái anh cái đeo mặt nạ đó, anh đó BK chắc cũng gắt lắm á. Đây, đây, anh đeo mặt nạ này đây. Thấy không, anh này chắc cũng gắt, gắt gỏng lắm đấy. Cũng khá dữ đấy, thấy không, đó, ồ, ghê gớm nha. Đánh cũng ác đấy. Gớm phết đấy. Đánh không khéo là mình khả năng là mình bị ấm dứt luôn á. Rồi bây giờ kiếm tiếp nè. Kiếm người tiếp mà chơi chiêu thôi. Việt Nam. Anh đi rồi. Mẹo quá. Đánh hơi bị ghê á anh em. Không đùa đâu. Nào, ông đứng đây nè, ông mua máu nè. Giản thời. Đúng mà tôi mà hắc map, tôi biết ông đâu, giết ông liền á, giỡn hoài. Rồi ok, chúng ta bắt đầu nè. Tàng hình thôi. Ồ, anh ấy chung về phe với mình rồi.
Có Thúy Yên Song Đao, trời ơi thực sự luôn á anh em, mình rất là thích Thúy Yên Song Đao luôn á, nhưng mà Thúy Yên Song Đao hiện tại bên anh em vẫn chưa đụng chạm vào gì cả, rất là tiếc cho Thúy Yên Song Đao, phải nói là như vậy luôn. Vinagame không được rồi, Vinagame ơi, nghĩa là không được rồi, không ổn chút nào luôn Vinagame. Ôi Ngọc Lam, Ngọc Lam chạy qua mình như một cơn gió, như là trốn không người luôn á anh em, dễ sợ. Thôi đi mua máu thôi, ai muốn làm gì làm đi, tôi sẽ đứng ở đây anh em ạ, tôi sẽ đứng ở đây, các anh em muốn làm gì anh em làm đi, tôi biết thân phận của tôi như thế nào rồi, đúng không? Tôi chỉ trưởng thôi, ai dính đàn thì dính thôi, ai không dính thôi. Hên quá mọi người ơi, hên quá. Giật. Thật sự là những cái kèo đi khi đóng môn phái cho anh nạp ít thôi, mình cũng khá là áp lực. Tại vì môn phái Thúy Yên là môn phái mà khó BK, rất là khó BK. Nếu như anh em BK không khéo, khả năng rất là cao anh em sẽ thua ngược cho dù anh em top binh giáp luôn. Vì vậy đây là một môn phái cực kỳ khủng, tuy bây giờ nó không có sốc đam khủng khiếp như hồi trước, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó rất là khó chịu. Cái con Thúy Yên đơn đao nữa, sốc đam ghê lắm anh em, rất là khó chịu luôn á. Vì vậy là khá là căng khi mà chúng ta đi thi đấu môn phái. Và hồi trước cô cũng đã cầm một cái ạc Thúy Yên đơn đao, cô đi thi đấu môn phái cái lúc mà Thúy Yên nó vẫn còn đỉnh cao á, trời ơi mình chết bất cứ lúc nào mình không biết luôn á anh em. Vừa thấy đối phương mình đang full kê máu rồi, mình đang đánh đối phương trước luôn á, mà đánh đối phương gần chết, mà đùng một cái một chịch mình chết ngắt luôn á anh em, kinh khủng thật á. Đó, nó đùng một cái là rất là ghê gớm luôn, thật sự luôn á, phải nói là như vậy, quá ghê luôn á mọi người, nên là quá dữ thật. À, mình sẽ xem bạn Ngọc Lam đi, coi bạn ấy ở đâu mà mình ăn hiếp bạn ấy cái kiểu nha. Đâu Ngọc Lam ơi, làm cứ chạy vòng vòng ngoài thế, Ngọc Lam chạy rồi. À, Ngọc Lam dính cháu Ngọc Lam, Ngọc Lam đã lên được. À, dính đòn. Sorry Ngọc Lam nha. Trời ơi. Ơi, ôi mày kết, ôi mày kết nịt, ôi mày kết nịt thôi. Ok, hết cái giai đoạn số 2 rồi anh em. Để coi trình BK của mình ra sao. Anh em cũng biết trình BK của tôi là không được hay thôi, đừng cái dở à. Khá là căng não nhờ. Ok, chúng ta coi có anh cha nữa không. Ô, chảo dịch ơi là chảo dịch. Ờ, dứt liền anh em, hạt đầu nho cái kiểu dứt liền. Ây da, bé 9 tuổi này, 9 tuổi. Ngọc Lam. Ồ, anh em thấy chưa, trời ơi, tự nhiên bị sốc đam xém chết luôn, vãi chưởng chưa. Kinh khủng thiệt á anh em, trời không thể đùa được luôn á mọi người, không thể đùa được luôn á anh em, ghê thật sự luôn á, ghê thật sự. Ôi ôi, hên là bút máu lên kịp á, nhưng mà tại vì mình hai người mình dòm ổng lần, rất là khó chịu, thật sự rất là khó chịu luôn. Ngọc Lam ơi, đi đâu vậy? Dứt liền. Trời ơi, chơi vậy mà không dính nha. Mình sẽ bảo kê bạn này. Ông định làm gì đây hả ông kia? Định ăn hiếp bồ tôi à? Định ăn hiếp nữ nhân nhu nhóc mà. Ông định làm gì đây? Ăn hiếp nữ nhân nhu nhóc à? Ông nghĩ là ông sống nổi không? Cái điều ông nghĩ là đúng rồi đó. Ông đã sống nổi. Rồi chúng ta lại tiếp tục. Oh my god. Mình đang đứng ở đây nè, mình đợi. Oh my god. Ôi, bơm máu không kịp luôn anh em, vãi chưởng chưa. Thôi nhục chưa. Nhục chưa. Phải nồi thiệt. Bị ai giết đây? Bị Ngọc Lam giết luôn. Nhục chưa. Anh em thấy bơm máu không được luôn anh em, thấy không? Nó sập đầm người quá. Phải trưởng thiệt á anh em, rơi thực sự luôn, ghét thiệt chứ, khó chịu thực sự anh em à. Ây da, à hạt đậu nhỏ à, trời ơi, thấy ghét thiệt,
thấy ghét này, hạt đậu nhỏ, cho mày hạt đậu chà bá luôn, dứt mày luôn, mày tưởng mày ngon hả mày, dứt mày liền, hút nó liền anh em. Ôi ơi kìa kìa, Ngọc Lam không phải, không phải, đây đây Ngọc Lam, đây Ngọc Lam, Ngọc Lam, Ngọc Lam này, ăn được ăn hoài bạn ơi, ăn được ăn hoài vậy sao vậy, ơi chết ngựa rồi. Nè 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 nè, nó chạy lại gần mình đúng không, nó chạy lại gần mình nè. Ờ chạy lại gần, chạy lại không, chạy lại không, không chạy lại gần anh em. Đây đây đây, Nhật 9 tuổi rưỡi, Nhật 9 tuổi rưỡi. Giết lên táo nhỏ này. Rồi ok, chúng ta vào top 16 rồi. Wow, chúng ta gặp Nhật 9 tuổi rưỡi luôn. Ai da, căng nhỉ. Phải chi là Nhật 9 tuổi rưỡi bên kia nha. Mình sẽ đối đầu với lại Nhật 9 tuổi rưỡi và Ngọc Lam. Hai người BK rất là khủng. Đó, BK rất là khủng luôn. Theo như cua nhìn thấy được. Căng thẳng quá, căng thẳng quá anh em ơi. Đình Tú. Má ơi, gặp Nhật 9 tuổi rưỡi, Nhật 9 tuổi rưỡi đó, coi Nhật 9 tuổi rưỡi bao nhiêu đây. U, hàng nhì luôn, chết ngựa chưa, căng thẳng nhờ. Mất sức mạnh rồi, giờ yếu xìu. Ôi, ông không yếu đâu ông ơi, ông BK khéo quá trời luôn á. Ôi sao vậy? Sao bị mất vậy anh em? Ai đây, hạt đậu nhỏ. À ok, căng thẳng lắm anh em, đánh giờ mình là phải là búp máy cái kiểu sợ lắm. Ô hai bạn này thì đợi đến hết giờ à. Ok, Vĩnh Nam đó. Hên quá anh em, tại vì mình thấy ảnh vừa xuống mà ảnh không có đụng đậy gì, mình dứt ổng luôn. Rồi đến anh chịch dẹo đúng không, gặp anh chịch dẹo không, xương con nít, xương con nít, bao nhiêu bình giáp đây. Ồ 600k bình giáp, BK chắc cũng gắt lắm á. Để coi coi tin tức của anh ấy. Ơi đừng có vậy chứ mấy anh trai. Vô lẹ nhanh lên, nhanh lên. Làm ơn, làm ơn. Trời mày không ổn định luôn. Ôi what the hell. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Ờ đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.